Hùng Dũng đang cần một phép màu, một đêm thức trắng của Park Hang-seo và câu lạc bộ Hà Nội. Tối ngày 23 tháng 3, Hà Nội FC gặp lại Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2021. Hiệp 1 chưa kịp khép lại, một tình huống khá khủng khiếp đã xảy ra mà nạn nhân là cầu thủ đội Hà Nội. Trong một pha tranh chấp, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã ra chân cực mạnh, xỉa cả sức nặng của cơ thể vào cổ chân Đỗ Hùng Dũng. Ngay lập tức, Dũng ngã ra sân và đau đớn khôn xiết. Các bác sĩ của tổ cấp cứu tại sân Thống Nhất đã phải tiến hành băng bó cổ chân ngay cho anh, rồi mới đưa anh lên xe cấp cứu tại bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá sốt ruột trước tình trạng của học trò. Ông lao từ khán đài xuống và vội vã đi ra phía xe cấp cứu. Hùng Dũng liên tục đập tay xuống đất tỏ vẻ đau đớn. Sự lo lắng của huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng là điều dễ hiểu, bởi các trận đấu còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 đã ở rất gần. Dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, Hùng Dũng luôn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất. Đó là chưa kể tuyển Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương với những trường hợp như Văn Hậu, Quang Hải, trong khi nhiều cầu thủ vừa trở lại từ chấn thương chưa có phong độ cao. Duy Mạnh và các đồng đội ngay lập tức chạy lại theo dõi tình hình của Hùng Dũng. Phút 35, Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số. Ngay lập tức, anh có hành động chắp tay cầu nguyện hướng về phía Đỗ Hùng Dũng. Từng bị chấn thương cực nặng tại sân Thống Nhất và phải một thời gian dài vật lộn với tất cả những khốn khổ vì chấn thương nặng, trung vệ Duy Mạnh hiểu rõ nhất cảm giác đau đớn, mất mát của đồng đội Đỗ Hùng Dũng sau pha va chạm khủng khiếp tối nay. Pha quay chậm cho thấy cả hai chân của Hoàng Thịnh đã dẫm lên chân của Hùng Dũng, khiến cổ chân của cầu thủ bên phía Hà Nội bị gập lại. Ngay lập tức, trên mạng xã hội Facebook, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bày tỏ sự lo lắng và cầu nguyện cho Hùng Dũng nhanh chóng bình phục. Người hâm mộ Tiến Minh viết: "Vào bóng ác quá, chơi như kiểu triệt đối phương vậy, mong anh không sao." Cổ động viên Vũ Lịch cũng động viên: "Mạnh mẽ lên như cái tên của em nhé, người hâm mộ cả nước cầu nguyện cho em." Cổ động viên Đỗ Thanh Tuyền viết: "Còn gì sự nghiệp con người ta, lâu lắm Việt Nam mới có một cầu thủ chơi toàn diện thì buồn." Nữ cổ động viên Lan Anh: "Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy, Hùng Dũng cố lên anh." Bên cạnh những lời chia sẻ và cầu nguyện cho Hùng Dũng thì cư dân mạng lại rất bức xúc với pha phạm lỗi quá ác của Hoàng Thịnh. Cổ động viên Hoàng Long Trần bình luận: "Đá quá, kiểu vào bóng đạp thẳng chân như thế này nên treo giò vĩnh viễn, sân bóng chứ không phải võ đài." Cổ động viên Thanh Vu đã chụp lại cảnh pha bóng của Hoàng Thịnh từ TV và bình luận đầy giận dữ: "Giết người chứ đá bóng gì cái kiểu này." Trên trang Facebook của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị rất nhiều người vào chửi mắng Hoàng Thịnh rất nặng lời. Ngay cả những fan cứng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không hài lòng với pha phạm lỗi của Hoàng Thịnh. Cổ động viên Pháp Coi viết: "Buồn không biết nói gì luôn anh Thịnh ơi." Cổ động viên Kim Nguyễn viết: "Hoàng Thịnh nên nghỉ một thời gian để xem lại hành động của mình." Về phía Hoàng Thịnh, pha vào bóng thô bạo này khiến anh nhận thẻ đỏ rời sân. Người đứng đầu của ban kỷ luật VFF còn cho hay, hành động vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh là rất nặng, mang tính thô bạo và ban kỷ luật sẽ không thể nương tay trước hành vi này. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Ngô Hoàng Thịnh, nhưng chắc chắn Hoàng Thịnh sẽ phải nhận thêm án phạt nặng nữa, có thể phải nghỉ thi đấu nhiều trận. Sau trận đấu, Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi rất vui vì hôm nay câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng trên sân của đối thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh rất khó chơi, nhưng mọi cầu thủ chuyên nghiệp rất sợ chấn thương." Trung vệ tuyển Việt Nam nói tiếp: "Tôi rất xót xa khi thấy và nghe Hùng Dũng gào thét vì quá đau trên sân Thống Nhất. Tôi từng chấn thương nặng tại đây nên rất hiểu cảm giác của Hùng Dũng. Cầu thủ nào chấn thương nặng rời xa sân cỏ lâu ngày, tập hồi phục đều rất cô đơn. Tính chất của bóng đá ra sân là thi đấu quyết liệt, ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng tôi mong cầu thủ đá bóng nhiệt huyết hãy giữ chân cho nhau. Tôi mong sao chấn thương sẽ không quá quan trọng và Hùng Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cá nhân tôi và tất cả cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội sẽ ở bên cạnh Hùng Dũng." Chấn thương của Hùng Dũng không chỉ là mất mát lớn với Hà Nội mà cả đội tuyển Việt Nam nữa, bởi gần như chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở vòng loại World Cup 2022.